Vâng, trong cái thời gian vừa qua thì rất là nhiều anh em hỏi em rằng đây có phải là một cái bộ mic Beyer vỉ tím hàng xịn chính hãng không? Thì em cũng cam kết luôn với anh em rằng đây là một cái bộ mic hàng xịn chính hãng đến từ công ty Beyer của Đài Loan. Nếu như em chứng minh được đây là hàng giả hàng nhái, không phải hàng của Beyer vỉ tím, em sẽ đền anh em gấp 10 lần giá trị của cái bộ mic này. Thực sự vì giá quá tốt nên là anh em cũng nghi ngờ về cái chất lượng của sản phẩm. Thì em cũng bao test bảo hành 3 tháng cho anh em nhận hàng, anh em được kiểm tra, được test thử. Thế hôm nay thì bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em cái dòng mic Veda Mic M3. Đây là một cái dòng mic đời cao, có gia tốc, có tự ngắt và đặc biệt là sóng cực kỳ là khỏe cho anh em làm show, làm sự kiện. Một cái dòng mic mà anh em chỉ cần thở thôi nó cũng bắt được tiếng, và đây là một cái dòng mic lịnh giọng bậc nhất trong những cái dòng mic bãi hiện nay. Anh em cần một cái bộ mic tiếng nhẹ, hát bay, lịnh giọng, không tốn sức khi hát và đặc biệt dễ chỉnh thì anh em nên sử dụng một cái bộ mic Beyer vỉ tím như thế này. Thực sự với anh em là anh em cắm vào thôi, anh em hát alo thôi đã thấy hay rồi, chứ chưa cần anh em cần phải chỉnh giải hoặc là anh em làm bất kỳ một cái động tác gì trên con vang hoặc là trên amply. Một cái bộ mic như này thì bình thường cái giá đập hộp của nó khoảng từ 8 đến 9 triệu. Và hàng bãi trong nước thì em đang bán với cái mức giá khoảng từ 2 triệu 3 đến 2 triệu 4 một cái bộ như này em nhé. Hôm nay thì cái số lượng bên em về nó rất là nhỏ giọt, nó chỉ được vài bộ này thôi. Và tiếp tục để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Em vẫn xả cho anh em những cái bộ mic này với một cái mức giá cực kỳ là tốt. Thậm chí nó rẻ hơn rất là nhiều so với một cái bộ mic nhái đều anh em biết đến ngoài thị trường. Anh em đã xem video này, anh em có thể mua rẻ được từ 5 đến 600 nghìn so với cái giá đang bán tại thị trường em nhé. Anh em đã xem video đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em một nút like nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang. Mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Và như thường lệ thì em sẽ giới thiệu qua với anh em một chút về cái phần hình thức của cái bộ mic này. Sau đó em sẽ hướng dẫn anh em cách dò sóng mic đối với em chưa biết. Và tiếp theo là em sẽ test tiếng và báo giá luôn. Cái thời lượng em làm rất là ngắn thôi, thế nên là anh em hãy xem kỹ xem là một cái bộ mic này nó có thực sự chất lượng hay không, cái giá ngày hôm nay đưa ra nó có rẻ hay không em nhé. Thì ở đây là một cái dòng mic hàng chính hãng đến từ công ty Beyer của Đài Loan sản xuất, mic Beyer vỉ tím 780 Veda Mic M3. Anh em nhớ em cái mã là Veda Mic M3 nhé. Nó được thiết kế là một cái đầu thu màu trắng cực kỳ là sạch sẽ. Ở giữa là một cái màn hình LCD rất là sáng và trên cái màn hình nó hiển thị đầy đủ các thông tin. Ví dụ như là kênh, tần số, vạch sóng, vạch tiếng. Và là một cái bộ mic cao cấp chuyên sự kiện. Thế nên ở trên đầu thu nó sẽ xuất hiện một cái quả pin như này em nhé. Nó sẽ xuất hiện cái vạch báo pin để cho anh em làm show, làm sự kiện. Anh em có thể dễ dàng quan sát được cái mức pin ở trên sân khấu là còn pin hết pin. Và khi cái chế độ tự ngắt hoạt động thì nó sẽ mất cái quả pin đi. Và khi anh em cầm cái tay mic lên, khi cái tay mic nó hoạt động thì nó lại xuất hiện cái quả pin như thế này. Còn ở đây là hai cái nút volume điều chỉnh to nhỏ cái tiếng mic ở trên đầu thu. Thì anh em lên chỉnh cố định ở một cái mức thôi. Và sau đó anh hãy tập trung chủ yếu là chỉnh trên vang hoặc là trên amply. Còn ở đây là ba cái nút dò sóng của bên A. Đây là ba cái nút dò sóng của bên B. Thì những cái bộ mic này em dò sóng sẵn hết cho anh em rồi. Về gần như em cũng không phải dò, không phải chỉnh gì vào đây. Nhưng mà trong cái quá trình sử dụng anh em nghịch vào đây nó bị mất sóng thì em hãy dò lại bằng cách như sau. Nếu như mất sóng cái nghe, anh em chỉ cần ấn vào cái chữ set bên A này. Nó xuất hiện một cái vạch sóng chạy như thế này thì anh em hãy để sát cái màn hình của tai mic vào cái chữ IR trên đầu thu em nhé. Đấy, để sát cái màn hình này vào cái mắt hồng ngoại ở trên đầu thu. Từ 2 đến 3 giây là lập tức cái đầu thu và tai mic nó sẽ tự động trao đổi thông tin với nhau và nó sẽ tự động bắt sóng. Còn nếu như mất sóng cái B, em chỉ cần nhấn giữ vào cái chữ set này và đồng thời là cũng để cái màn hình tai mic vào cái mắt hồng ngoại thì nó sẽ bắt sóng kênh B. Còn đây là cái nút nguồn của cái đầu thu thì anh em nhớ giúp em là anh em nhấn giữ 3 giây em nhé. Còn nếu như anh em tắt bật bình thường thì nó sẽ không tắt được, tại vì đây là một cái phím điện tử, thế nên anh em hãy nhấn giữ 3 giây giúp em. Còn nếu như anh em ấn cạch một cái này thì nó sẽ không bao giờ tắt được mà anh em phải nhấn giữ 3 giây em nhé. Những cái nút tắt mở nguồn này thì rất là nhiều anh em còn chưa biết, anh em cứ ấn như này. Đấy, cứ ấn cái cạch cạch như này, bảo sao nó không tắt, sao nó không mở. Thì anh em hãy nhấn giữ giúp em 3 giây. Đấy, nhấn giữ 3 giây thì lập tức là cái đầu thu nó sẽ tắt đi. Và cái màn hình này của nó thì cực kỳ là sáng, ở bên ngoài nhìn cực kỳ là sáng luôn. Em quay qua điện thoại thế nên là nó sẽ bị mờ cái này, chứ còn ở bên ngoài anh em nhìn nó sẽ rất là sáng và rất là sắc nét. Còn cái vỉ mạch của cái đầu thu này thì em cũng quay lại một lần nữa cho anh em xem. Thì đây là một cái dòng mic hàng vỉ tím chính hãng đến từ công ty Beyer của Đài Loan. Nó được thiết kế là một cái vỉ mạch màu tím và trên cái vỉ mạch thì gồm rất là nhiều các cái linh kiện cao cấp. Nó xịn từ cái con tụ trở đi em nhé. Từ cái con tụ này đều là những cái linh kiện cực kỳ là đắt tiền. Và những con IC xử lý tiếng thì rất là nhiều ở đây. Thế nên là những cái bộ mic Beyer thì gần như là một cái thiết bị thu âm thanh, thu tín hiệu vào. Nhưng mà nó sẽ xử lý tất cả cái tín hiệu này, giúp cái tiếng mic của mình nó cực kỳ là lịnh giọng luôn. Và đặc biệt là giảm hú rít cực kỳ là tốt. Còn đây là cái hộp sóng của bên A, đây là cái hộp sóng của bên B. Và cái dấu hiệu nhận biết một cái bộ mic hàng xịn chính hãng thì em cứ chụp nguyên cái vỉ mạch này cho em. Thì em cam kết với anh em đây là hàng xịn chính hãng. Còn nếu như cái bộ mic nào mà nó khác như này thì anh em có thể nghĩ đấy là một cái bộ mic hàng loại 1 hoặc là hàng nhái.
Ngoài ra thì những cái bộ mic vỉ tím thì nó sẽ có một cái hộp chống nước ở đây em nhé. Thế nhưng cái bộ mic này thì nó được mở ra để cho nó thoáng. Đấy, còn anh em nhìn thấy một cái hộp mà to đùng trắng ở đây thì nó cũng là mic bay ơi vỉ tím. Nó có hàng tụ ở đây này, và tiếp theo là có con tụ vàng đồng ở đây. Đấy, nó là hàng xịn chính hãng. Còn ở phía sau thì bao gồm hai cái rắc ca lông để em cắm như xưa làm sự kiện, và em tặng kèm em một cái dây 6 ly. Anh em cắm một em vào cổng A cổng B ở giữa đây. Về cái phần là tay mic thì tất cả những cái tay mic ở đây thì nó đẹp khoảng tầm trên 95% nhé, nó đẹp như mới luôn. Em cam kết với anh em nó đẹp gần như mới luôn. Thế và tất cả những cái chống lăn ở đây, chụp đuôi em đều tặng kèm đầy đủ cho anh em. Và những cái lẫy pin của những bộ mic này thì em bao cho anh em là không một cái mic nào nó bị gãy lẫy pin. Tất cả là còn nguyên 100% lẫy pin nhé. Và nó được sử dụng một cái dạng củ rời. Đấy, và đây là một cái dạng củ rời của công ty Bayer. Thì tất cả những củ này thì nó đều được làm một cái dạng củ rời. Và phía sau của mỗi cái củ này nó được mạ một cái lớp vàng ở đây để tiếp xúc tốt hơn với cái phần tay mic ở bên trong này. Còn bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic, và sau đó em sẽ báo giá luôn. Em lắp sẵn một cái tay mic đây rồi. Thì em cầm lên thì lập tức là cái tay mic nó sẽ bật lên, nó thu tiếng. Và khi em để xuống khoảng tầm 3 giây thì nó sẽ tắt bật cái chế độ tự ngắt lên, và nó sẽ ngắt tiếng em nhé. Và khi em búng vào đây thì nó sẽ không có tiếng nữa. Và đặc biệt đây là một cái bộ mic cực kỳ thông minh, nó có chế độ gia tốc chống sốc. Ví dụ như anh em để rơi mic thì lập tức là cái tay mic nó sẽ ngắt tiếng, để tránh cái tình trạng là bị bụp mà xẹt ra loa gây cháy loa rất là nguy hiểm. Và bây giờ em sẽ thử cho anh em nghe cái tiếng của cái bộ mic này. Em lắp sẵn vào một cái đầu thu rồi ạ. 6 7 1 2 5 6 6 7 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 7. Cái giải bát nó cực kỳ là dày luôn, và giải chép của nó đẹp. 6 6 6 6 7. Thực sự cái dòng mic này thì anh em thở thôi nó cũng bắt được giọng, và những cái giải bass, giải chép của những cái bộ mic này thì thực sự nó quá là ok luôn. Anh em xì xoẹt là rất là hay luôn. Một cái bộ mic như thế này thì bình thường cái giá mới đập hộp của nó từ 8 đến 9 triệu. Và hàng bãi trong nước thì em cũng đang bán với cái mức giá khoảng từ 2 triệu 2 đến 2 triệu 4 một cái bộ như này em nhé. Và đặc biệt là những cái bộ mic nó tay nó đẹp như này thì bên em đang bán khoảng tầm 2 triệu 3 đến 2 triệu 4 tại cửa hàng. Nhưng nay thì cái số lượng bên em cũng không có nhiều, và để cảm ơn em đã luôn luôn theo dõi kênh, ủng hộ kênh và like kênh trong suốt cái thời gian vừa qua. Em sẽ xả cho anh em 7-8 cái bộ mic này với một cái mức giá rẻ nhất thị trường cái thời điểm hiện tại bây giờ. Một cái bộ mic Bayer vỉ tím 780 Vdamic M3, bỏ qua cái mức giá hơn 2 triệu, hôm nay em sẽ để cho anh em chỉ còn 1.650.000 em nhé. 1.650.000 em bao ship bảo hành 3 tháng cho anh em. Nhận hàng em được kiểm tra, được test thử. Anh em xem video này, anh em có thể mua rẻ được từ 5 đến 600.000 so với cái giá đang bán thị trường. Một cái mức giá phải nói là cực kỳ là rẻ luôn. Anh em mua giá thợ cũng không có cái giá này, chứ đừng nói gì đến giá lẻ mà chỉ có 1.650.000 bao ship bảo hành 3 tháng, nhận hàng được kiểm tra test thử. Anh em nào mà chốt được cái bộ mic vỉ tím Vdamic M3 này với cái mức giá là 1.650.000 bao ship thì hãy gọi điện cho em theo cái số là 0369 7995 hoặc là 0912 7995 nhé. Đấy, cái số lượng nó không có nhiều đâu, nếu anh em không nhanh tay thì chắc chắn là sẽ không còn đâu, tại vì cái giá của nó cực kỳ là tốt. Và em bao cho anh em đây là hàng xịn chính hãng, và hình thức của nó thì tay chân của nó em bao cho anh em đẹp khoảng tầm trên 95%. Đấy, nhận hàng đúng hàng, kiểm tra test thử thanh toán. Nếu như không đúng hàng anh em gửi lại cho em, anh em cũng không phải mất một cái gì cả, anh em chỉ mất công mở hộp ra xem có đúng hay không thôi, anh em chứ cũng không mất tiền ship, không mất tiền cước gì hết. Thế nên là anh em yên tâm sử dụng sản phẩm bên em. Và ngoài chế độ bảo hành 3 tháng ra thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em chọn đời mua bất kỳ một cái sản phẩm nào bên em. Ví dụ như anh em hỏng hóc hoặc có vấn đề gì, anh em cứ alo cho em sẽ hỗ trợ đổi hoặc là em sẽ sửa chữa giúp anh em. Anh em nào chốt được cái bộ mic này với cái mức giá là 1.650.000 bao ship thì hãy nhanh tay gọi điện giúp em nhé, cái số lượng nó không có nhiều đâu ạ. Anh em đã xem video, nếu như mà thấy mic đẹp, mic rẻ, mic chất thì vui lòng ủng hộ kênh bằng cách là tặng cho em nút like. Nếu như đang có nhu cầu mua sắm cho mình một bộ mic, một con vang mà anh em chưa mua được ngày hôm nay thì cũng đừng quên ấn nút chuông và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo bên em. Xin kính chúc toàn thể anh em luôn luôn mạnh khỏe bình an. Em dừng video tại đây. Kính chào và hẹn gặp lại.